Sáng nay, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 21 và quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng cho đội ngũ cán bộ đảng viên đài. Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, Hà Đức Hoài đã trình bày nội dung quán triệt kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Đối với quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 21, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Dịp này, hội nghị cũng quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.